Điện Máy Ngọc Mai xin được chào lại các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái đoạn video ngắn về dụng cụ đồ nghề. Hôm nay thì bên em sẽ chi tiết tới các bác về rất là nhiều những cái mã sản phẩm hay nhé. Đặc biệt thì hôm nay em sẽ chi tiết lại tới các bác một lần nữa về cái mẫu sản phẩm kéo cắt cành trên cao. Một cái mẫu sản phẩm cực kỳ là tiện lợi. Cái sản phẩm này thì sẽ phù hợp hữu ích, phù hợp với mọi gia đình thôi nhé. Với những cái mã sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ chi tiết tới các bác rất là nhiều những cái dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề hay. Em sẽ chi tiết và sẽ báo giá từng mã để cho các bác được cùng tham khảo. Khi mà có nhu cầu quan tâm muốn đặt mua cái sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới bên trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai cái đầu số điện thoại này nhé. Số thứ nhất là 0378487818 hoặc là số thứ hai là 0989458200. Khi mà đặt hàng thì các bác có thể là alo điện thoại trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin điện thoại, nhắn tin Zalo nhé. Và trước tiên thì là em sẽ chi tiết tới các bác về cái mẫu kéo cắt cành trên cao. Để các bác thấy phía sau thì em có để cái mẫu 3m và 4m nhé. Thì cái chiếc em đang cầm trên tay đó là một chiếc kéo cắt cành 3m. Đây là chiếc 4m này các bác này. Thì với cái sản phẩm kéo cắt cành 3m nhé, đây là nguyên bản của nó này. Đấy, thu cái chiều thu về như thế này nó sẽ là 4m8. Và khi mà các bác kéo dài hết cỡ ra thì kéo nó sẽ dài 3m nhé. Còn với một chiếc kéo 4m thì các bác thu về hết cỡ nó sẽ là 2m và kéo dài hết cỡ ra thì nó sẽ là 4m. Thì với một cái chiếc kéo cắt cành trên cao này thì nó sẽ rất chi là tiện ích. Đấy, các bác hái trái thì các bác chỉ cần đứng ở dưới gốc cây thôi là các bác cũng đã có thể là hái những cái chùm quả, những cái quả bưởi, quả gấc to từ trên đỉnh cây, các bác hạ từ từ xuống gốc nó sẽ không bị bầm dập quả các bác nhá. Và với mỗi một chiếc kéo này các bác đều được tặng kèm theo một cái lưỡi cưa này các bác này. Đấy, mỗi một chiếc kéo thì bên nhà sản xuất đều tặng kèm theo cho các bác một cái lưỡi cưa rất chi là sắc ngọt như thế này. Và khi mà các bác sử dụng nha, các bác cắt những cái cành cây tầm ngón tay trở lên đấy, thì là các bác phải sử dụng lưỡi cưa thì là cái kéo của các bác bao giờ là cũng rất chi là bền. Đấy, của bền tại người, đấy làm sao mà các bác cắt không được cắt cố thì cái kéo bao giờ là cũng vừa đúng làm đúng cái công suất của nó thì kéo bao giờ cũng rất chi là bền, trơn tru và mượt mà đó nhá. Thì với cái sản phẩm kéo này em sẽ chi tiết tới các bác luôn này. Em có một chiếc này em có mở sẵn ra đây rồi. Đấy, khi các bác mua về thì cái chiếc kéo nó vẫn đang nguyên bản như thế này, đang đóng lưỡi chốt như này nhá. Thì là về các bác mở kéo ra như này thì cái kéo bắt đầu nó sẽ hoạt động và các bác có thể là lấy ra để sử dụng được này. Em có mở sẵn một chiếc ra đây rồi nha các bác nhé. Đấy, mở lấy kéo thì các bác chỉ cần bóp mạnh cái này vào và gỡ cái chốt này ra thôi thì là bắt đầu kéo nó hoạt động. Đấy, khi mà các bác mở lấy chốt rồi thì là kéo sẽ hoạt động. Để em sẽ quay cho các bác từ cái chiều cán này đến cái chiều kia nhìn thấy em hoạt động chiếc kéo nhé. Đấy, rất là ok. Đấy, với một cái chiếc kéo như này thì thực sự rất là chi là tiện ích luôn. Nó sẽ có hai mặt như này đấy các bác này. Đấy, kéo nó sẽ có hai mặt nhé. Mình quay cho các bác xem cái mặt kéo này. Với một cái chiếc kéo như thế này thì các bác sẽ có chức năng đọ quả không rơi này và tỉa cành cho rơi trực tiếp. Đấy, nó sẽ có hai chức năng như này. Đặc biệt là ngày hôm nay nếu như mà bác làm một chốt kéo cắt cành trên cao là em sẽ tặng cho nó bác một cái lưỡi cưa gập như này nhé. Đấy, cái chương trình tặng lưỡi cưa gập này của bên em nó vẫn còn mỗi mã 3m hoặc 4m, nó còn tầm mấy bộ nữa. Đấy, cho nên là bác làm một chốt thì nhanh tay. Đây là một cái cưa gập rất chi là ok. Đấy, với cái cưa gập này thì nó sẽ dài 26cm nhé. Để trên thị trường mà các bác mua một cái đĩa lưỡi cưa gập này thì nó phải có giá tầm 200-250 đấy ạ. Đấy, rất là nhiều đơn vị bán với mức giá 200-250 luôn. Nhưng mà ngày hôm nay bác nào vừa chốt kéo các cành trên cao thì em sẽ tặng luôn cho các bác một cái lưỡi cưa gập rất chi là xịn sò như này luôn cho em nhé. Đấy, để các bác về sử dụng cưa cây rất chi là ok. Cái này là cưa tay này. Đấy, còn với cái chiếc kéo này em sẽ quay sát cho các bác xem cái phần lưỡi kéo này. Đấy, cái này thì nó sẽ có hai mặt các bác ạ. Cái mặt này nó là cái mặt đọ quả không rơi nhé. Đấy, còn cái mặt bên này là cái mặt tỉa cành cho rơi trực tiếp. Khi mà các bác sử dụng thì các bác chỉ cần lật ngược chiếc kéo lại thôi. Đấy, và cái con ốc này này thì là sẽ sử dụng để cho mình lắp lưỡi cưa. Khi là các bác sử dụng cưa cành thì các bác xoáy con ốc này ra và lắp cái lưỡi cưa vào đây. Và có lưu ý là khi mà bên em gửi hàng cho các bác, em được kiểm tra rất là kỹ là cái con ốc này bao giờ nó cũng sẽ đầy đủ hết nhé các bác nhá. Và em đều thử kéo hoạt động trơn tru hết rồi nên là em mới gửi đi cho các bác. Nên là các bác lưu ý cho em là khi mà các bác sử dụng lưỡi cưa, các bác xoáy con ốc này ra, đấy, lắp lưỡi cưa vào, khi mình không dùng nữa mình bỏ lưỡi cưa ra là mình nhớ phải xoáy luôn cái con ốc này vào, đây là không được sẽ mất con ốc này thì hơi khó tìm các bác nhé. Nên là các bác lưu ý cho cái con ốc này. Đấy, và nó ở chỗ này nó có những cái phần này nó là cái phần để cho các bác có thể là kéo dài tùy chỉnh kéo nhé. Tức là với một cái chiếc kéo cắt cành trên cao như này
Nếu như mà một chiếc kéo 3 mét thì các bác sẽ cắt được ở cái độ cao tối đa là 5 mét. Còn kéo 4 mét thì các bác sẽ cắt được ở cái độ cao tối đa của nó sẽ là 6 mét, bởi vì là các bác phải cộng thêm cái chiều cao cơ thể. Đấy, ví dụ như một người như em đứng ở dưới đất nhá. Em giơ hai tay lên thì bao giờ là cũng phải được 2 mét trở lên, cho nên là với mỗi một chiếc kéo là các bác sẽ cộng thêm cái chiều cao cơ thể tầm 2 mét nữa. Đấy, rất là ok. À, đây là cái phần mở kéo này các bác này. Đấy, các bác có thể là tùy chỉnh nhé. À, ngắn dài ở chỗ này nó có cái công tắc này. Các bác mở lên và các bác lưu ý cho em là với những cái chiếc kéo này bao giờ nó cũng có những cái lỗ chốt. Đây các bác nhìn cái lỗ chốt tròn này cho em nhé. À, ở đây nó có một lỗ chốt này, đây cũng một lỗ chốt này. Đấy, nó sẽ có nhiều những cái lỗ chốt như thế này cho em. Và các bác lưu ý khi mà các bác thu kéo ra ấy, đấy thì các bác cần là phải cho cái công tắc này vào đúng lỗ chốt cho em. Đấy, vào đúng những cái lỗ chốt tròn này. Đấy, các bác phải cho nó vào cái lỗ chốt này, hoặc lỗ chốt này, hoặc lỗ chốt này. Chứ các bác đừng để lơ lửng ở cái giữa đoạn này hay là giữa đoạn này nhé. Đấy, khi mà cái công tắc này nó chưa vào lỗ chốt thì là cái chiếc kéo nó sẽ không hoạt động được các bác nhé. Đấy, các bác phải cho nó thu nó vào đúng cái lỗ chốt cho em. Và khi nó phải kêu tạch một cái thì mới được nhé. Đấy, khi mà vào lỗ chốt như này nó kêu tạch một cái như này thì nó bắt đầu cái chiếc kéo nó hoạt động. Đấy, để em thử cho các bác xem. Đây là kéo nó đang vào lỗ chốt này. Đấy, khi kéo vào lỗ chốt thì là các bác bấm công tắc này thì ở trên cái phần mỏ kéo kia nó sẽ hoạt động nhé. Đấy, các bác sẽ điều khiển được. Để quay cho các bác xem cả cái phần bóp cò này và cái phần công tắc này ở trên cái đầu kéo cho các bác nhìn. Đấy, khi mà kéo vào lỗ chốt thì là các bác sẽ điều khiển được kéo như này. Và em ví dụ cho các bác trong một cái trường hợp mà các bác chưa vào lỗ chốt ấy. Đây là cái kéo đang vào lỗ chốt này. Khi mà các bác cho nó lơ lửng lên đây. Đấy, bác muốn thu vào thì các bác cho lỗ chốt nó tròn này nhá. Nhiều bác không để ý là không cho vào đây phải cho lơ lửng ở đây. Đấy, ví dụ như này em cho nha. Đấy, lơ lửng ở giữa này nó chưa vào lỗ chốt cho nên thành ra là kéo nó sẽ không hoạt động. Đây các bác nhìn này. Đấy, nếu như mà nó chưa vào lỗ chốt thì các bác bấm hà cái phần như kéo kia là các bác có điều khiển cỡ nào nó cũng sẽ không hoạt động đâu các bác nhá. Đấy, rất là nhiều bác đang gặp cái tình trạng này, các bác gọi em bảo là kéo lỗi là không phải đâu các bác ạ. Các bác chỉ cần điều chỉnh cái chỗ này. Đấy, các bác cho vào đúng lỗ chốt giúp cho em. Đấy, các bác chỉ cần cho nó vào đúng lỗ chốt tròn này, đấy nó kêu tạch tới một cái thế là được rồi đấy. Đấy, khi mà nó vào lỗ chốt cái là các bác lại hoạt động bình thường rồi, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, và các bác nhìn cho em nhá, cái phần kéo này của bên em này, cái dây xích này, này. À, ở đây nó có cái dây xích để điều khiển kéo rất là to. Đấy, cho nên thành ra là các bác sử dụng không phải lo bị đứt nhá. Mỗi một lần các bác hái trái xong rồi các bác chống ngược lại chiếc kéo này cho em. Và các bác tra cho một ít dầu vào cái dây xích này cho nó chảy ngược từ cái phần này sang phần kia, để làm sao mà cái chiếc kéo lúc nào cũng trơn tru mượt mà các bác ạ. À, và cái phần lưỡi, cái phần cán kéo này này, em gửi các bác là cái đây là một chiếc kéo cao cấp, cho nên là cái lưỡi, cái phần cán kéo này nó sẽ là hợp kim nhé, hợp kim nhôm rất là nhẹ, bền, dài cực kỳ là ok luôn cho em. Và em cũng báo giá luôn để cho các bác có thể nắm rõ được về giá cái sản phẩm này. Với một cái chiếc kéo cắt cành trên cao 3 mét như này thì nó có mức giá là 500.000 đồng thôi nhé. Và chiếc kéo 4 mét thì sẽ có giá là 600.000 đồng. Là bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship trên toàn quốc cho các bác. Và ngày hôm nay bác nào chốt một chiếc kéo cắt cành trên cao này, đấy, khi mà các bác đặt về thì nó có nguyên bản như này cho em nhé. Đấy, đây là nguyên bản của chiếc kéo cắt cành trên cao. Và ngày hôm nay bác nào chốt được cái sản phẩm này, em sẽ tặng cho các bác là một cái lưỡi cưa gập như thế này. Đấy, rất chi là xịn sò luôn các bác ạ. À, nếu như mà bác nào mà đang cần thì có thể là nhanh tay liên hệ trực tiếp để đặt hàng sớm nhé. Bởi vì là cái chương trình mà em tặng quà cho các bác thì mẫu 3m hoặc 4m thì chắc là chỉ còn tầm độ 4-5 bác nữa là được tặng quà thôi. Cho nên là bác nào mà đang cần thì có thể là nhanh tay alo điện thoại đặt hàng thì các bác sẽ nhận được những cái phần quà có giá trị này cho em nhé. Đấy, tiếp theo là em sẽ chi tiết với các bác một số những cái sản phẩm điện máy hay của bên em. À, đặc biệt thì hôm nay các bác có thể là tham khảo cho em cái mẫu này là cái mẫu hộp đựng đạn này các bác này. Đấy, hộp đựng đạn thì là bên em còn một ít này nữa thì các bác có thể là tham khảo cho em cái hộp đựng đạn số 1, số 2, số 3. Đây là hộp đựng đạn số 1 này các bác này. Đấy, đây là hộp số 1 nhá, hộp số 2, hộp số 3. Ba cái hộp này thì nó sẽ hình thức nó sẽ giống như là nhau. Đấy, nó chỉ khác nhau về kích thước thôi. Cho nên là bác nào mà đang cần muốn sở hữu cái hộp đựng đạn như thế này thì các bác có thể là alo liên hệ trực tiếp bên em sẽ báo giá cho các bác kích thước nhé. Bởi vì là hôm nay em quê không mang thước vào đây. Đấy, cái số 1 giá của nó 340.000, còn cái số 2 sẽ là 440.000. Cái số 3 này sẽ là 550.000 các bác ạ. À, và hộp thì nó sẽ có một cái dây, cái tay xách như này. Đấy, và cái phần mở lắp ở đây này. Đây các bác mở ra như này. Đấy, nó có một ngăn như này thôi. À, và ở trong những cái lắp này này, cái xung quanh này nó đều do chống ẩm hết nhá. Cho nên là khi mà các bác muốn cần một cái hộp đựng đồ để có thể là bảo quản những cái dụng cụ của các bác mà nó không bị ẩm mốc han gì thì các bác sở hữu cho em cái hộp đựng đạn này.
đấy, một loại bên trong nhé, cái chất liệu nó rất chi là dày dặn đẹp và chắc chắn cho em đấy, màu xanh bột độ rất là đẹp các bạn. Đấy, bác làm mà cần cái hộp đựng đạn như này thì có thể là alo liên hệ em để bên em sẽ báo giá cho các bác kích thước chiều cao, chiều dài, chiều rộng nhé. Đấy, còn giá cả thì em đã thông báo với các bác rồi. Đấy, các bác mà cần những cái hộp đựng đồ này, các bác có thể là tham khảo cho em một cái hộp đựng đồ của Hanlon như này. Cái hộp này thì nó sẽ có mức giá là 250.000 một hộp, nó sẽ có một cái tay sách như này nhá, và có một ngăn như này này. Đấy, có khóa mở đây, và trong này nó sẽ có một ngăn rộng và một cái lắp đậy này. Khi mà các bác sử dụng lắp đậy này nhá thì là các bác sẽ có nhiều những cái ngăn này để chia đồ này, rất là thuận tiện cho em. Đấy, và bên bên trên này nó còn có những cái ngăn này này. Đấy, để các bác được ốc vít vào đây. Đấy, hai bên nó đều có nhá. Rất là tiện luôn này các bác này. Cái hộp này có giá 250.000 thôi và nó sẽ có kích thước nhá. Đấy, kích thước là 355 x 180 x 185 mm. Tức là nó tương ứng với chiều cao, chiều dài và chiều rộng đó nhá. Đây kích thước này, 355 x 180 x 185 mm. Đấy, cái này nó là chất liệu của nó là nhựa chống vỡ nhá. Hàng Hanlon nó là hàng công ty chính hãng đấy, nên là các bác cùng bị yên tâm về chất lượng mua cho em. Giá 250k đấy nhá. À, và đây là cái hộp một cái hộp nhỏ như này để phù hợp với những bác nào có ít đồ nhá, thì các bác có thể là tham khảo cho em cái hộp tôn này. Cái hộp này thì các bác gọi cho em là hộp tôn bé. Cái hộp này thì em không nhớ kích thước nhá. Bác nào mà quan tâm cái hộp này thì cũng có thể là alo điện thoại trực tiếp để bên em sẽ báo cho các bác cái kích thước. Đấy, nó sẽ có một ngăn như này này các bác này. Đấy, trong này nó chỉ có một ngăn như này thôi nhá. Đấy, khóa của nó là inox này. Đấy, inox hết. Tay sách cũng là inox hết này. Đấy. Rất là đẹp luôn, cái hộp này thì phù hợp các bác là làm thợ điện ấy. Các bác mang cả lê tô vít đi thì các bác dùng cái hộp này tuyệt vời luôn. Các bác gọi cho em là hộp tôn bé nhá. Cái hộp này của Hanlon chính hãng, logo dập đổ này các bác này. Của hãng nhá các bác nhá. Cái dòng này có giá là 220.000 thôi. Đấy, các bác quan tâm thì có thể alo để bên em báo cho các bác cái kích thước. Tiếp theo thì đây là một cái máy hàn này các bác này. Đây là máy hàn của Kenmax nhá. Con này có model là ALC200F này. Con này thì sẽ bao cho các bác xài là hàn quay 2.5 cả ngày cho em. Chấm tỉa quay 3:2 là vô tư. Con này có giá là 950k. Đấy, 950k thôi, nhưng mà các bác sẽ được hỗ trợ miễn phí ship nhé. Và sẽ có đầy đủ phụ kiện dây hàn, kìm hàn, kèm mắt đầy đủ luôn cho em. Con này nó nhỏ gọn lắm các bác ạ. Cái chiều cao này nó có 15cm thôi nhé. Cái chiều ngang này là 20cm. Và cái bề dày này nó là 10cm. Đấy, rất chi là nhỏ gọn, nhẹ nhàng. Để phục vụ cho những bác nào mà bác thợ mà các bác cần một con máy nhỏ để mình có thể là đeo ở trên vai để lên trên cao hàn thì rất chi là ok các bác nhé. Còn xài gia đình con này thì quá là tuyệt vời rồi. Đấy, mặt sau này nó còn có hệ thống quạt làm mát này, công tắc tắt mở đây cho em nhé. Đấy, giá cho em là 950k, các bác gọi cho em là máy hàng của Kenmax. Đấy, mức giá gọi là siêu hấp dẫn cho các bác luôn. Tiếp theo thì là ngày hôm nay là bên em đang có cái chương trình là xả cho các bác cái dòng sản phẩm bu lông của Huka X1 Pro. Đây, con này là máy bu lông Huka X1 Pro. Cái con này thì nó là một cái dòng sản phẩm truyền thống mà được rất là nhiều các bác khách hàng đã sử dụng rồi nhé. Máy thì là sử dụng động cơ không chổi than, đầu bu lông 1/2 bu lông rỗng nhá. Có sử dụng để bắn bu lông ốc vít. Đấy. Lực xiết là 330 N này các bác này. Pin của nó sẽ sử dụng là chân pin phổ thông. Và riêng cái mã này là các bác sẽ kèm theo có hai quả pin, một quả pin 10A và một quả pin 15A, rất chi là tiện luôn cho em. Giá cho bác là 1.400.000 nhá. Nếu mà ngày hôm nay bác nào chốt cái em vẫy cuộc này, em sẽ tặng cho các bác là một cái bộ khẩu bắn bu lông 12 chi tiết như này. Bộ khẩu này nó sẽ có 10 cái khẩu 1/2, từ khẩu 10 đến khẩu 22, một cái tròng mở tay và một cái cần nối dài 15cm này cho em nhé, trị giá 200k. Đấy, bác là chốt cái bộ khẩu này gọi cho em là bộ khẩu 12 chi tiết, giá là 200k. Còn bác là một chốt cái ông vẽ một này, em sẽ tặng luôn cho các bác cái bộ khẩu này, trị giá 200k luôn. Đấy, tôi gọi là một cái một và đồ nha các bác nhé. Tiếp theo thì đây là một cái con máy mài pin. Đây, máy con này nó có sử dụng công tắc này. Đây là dòng mài pin của Hukan. Đấy, Hukan thì nó là hãng công ty chính hãng được sản xuất theo công nghệ của Mỹ thôi nhá. Cái con này nó là con máy một tấc và sử dụng chân pin phổ thông. Với cái dòng sản phẩm này thì các bác sẽ có theo hai quả pin, một quả pin 10A và một quả pin 15A. Sẽ có nguyên hộp nhá. Các bác có hộp đựng này, có máy, có tay cầm, tay mở mẫu bảo vệ lưỡi luôn. Giá cho em là 1.850.000, con này thì nó sử dụng chạy rất chi là êm ái. Giá cho em là 1.850.000 nha các bác nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là những cái đây, để em sẽ mời các bác qua cái phía bên trên này. Các bác qua cái phía bên trên này thì em sẽ thanh lý cho các bác rất là nhiều các mẫu máy. Đây, cái con máy của
máy khoan của Huka này này các bác này. Hôm nay thì có cái mẫu khoan 10 ly hoặc 13 ly nhé. Đây, cái dòng mà sản phẩm 10 ly thì nó sẽ phù hợp với những bác nào mà bắn máy tô nhiều ấy. Con này công suất của nó 550W nhá. Phụ kiện là có nguyên máy như này thôi. Có nguyên máy, đầu của nó là đầu 10 ly. Đấy, đầu nhựa tự xiết 10 ly cho em nhá. Máy rất chi là đẹp luôn này, hàng logo dập nổi này các bác này. Công tắc là có điều tốt luôn nhé, vào đảo chiều này. Giá cho em là 399.000, các bác gọi cho em là khoan điện 10 ly của Hukan giá 399.000. Đấy, rất là rẻ luôn. Đấy, còn các bác lấy cái đầu 13 ly thì là cái con này nó sẽ có búa nhé. Đầu 13 ly là có búa, cái con 10 ly thì không có búa. Con 13 ly thì nó sẽ là đầu có khóa mở như này, đầu sắt có khóa mở này. Giá cho em là 499k. Đấy, 499k. Con này thì có model là HKID750, công suất là 750W các bác ạ. Logo dập nổi hết nhé. Đấy, công tắc nó vẫn có điều tốc này. Giá cho em là 499k. Đấy, rất chi là rẻ luôn các bác nhé. Và máy sấy tóc thì em còn một cái là em cũng đang thanh lý lốt cho các bác, giá 200.000 một cái. Cái này thì các bác sẽ sử dụng là có hai công tắc tắt mở như này cho em. Giá cho em là 200k, em miễn phí ship cho các bác luôn. Nó sẽ có màu đỏ, màu đen nhé. Con này công suất cực đại luôn đấy ạ, 5000W, rất là mạnh cho em. Các gọi cho em là máy sấy tóc nhé. Giá cho em là 200.000 thôi. Em cũng chọn miễn phí ship cho các bác luôn. Đấy, còn đây là cái con máy bu lông của Hitachi. Cái dòng này thì nó chạy rất chi là êm các bác ạ. Nó sẽ sử dụng là động cơ từ không than cho em, đầu bu lông 1/2 lông rộng nhé. Con này sử dụng là chân pin phổ thông, kèm theo cho em là hai quả pin 10 cell cho em. Đấy, nguyên hộp nó sẽ có là một thân máy này, hai quả pin, một cái sạc, một cái khẩu có bu lông 22, một cái dây đeo cái hộp đựng luôn. Điều chỉnh được hai chế độ nhanh chậm nhá. Đấy, con này thì sẽ điều chỉnh được hai chế độ này và có chế độ tự ngắt để tránh bị đứt ốc luôn. Giá cho em là 720.000. Đấy, các bác gọi cho em là bu lông của Hitachi giá 720.000. Em hỗ trợ miễn phí ship cho các bác. Đấy, còn bên này thì nó sẽ là những cái mẫu máy mài. Đấy, những cái dòng sản phẩm mà phục vụ cho các bác thợ này hoặc là các bác gia đình thì cực kỳ là ok luôn cho em. Thì ngày hôm nay là bên em đang thanh lý cái lô máy mài của cái này là của dòng Getman đấy các bác nha. Đấy, máy màu xanh rất là đẹp luôn. Thì với cái dòng này ngày hôm nay em đang có một cái chương trình sale giá cực sốc cho các bác luôn. Đấy, thì bộ này nó sẽ có này, một máy, một ốp bảo vệ này, một tay mở lưỡi này và một tay cầm trụ này cho em. Các bác sẽ có kèm theo ba cái món sản phẩm này đi theo máy nhé. Và ngoài ra em sẽ tặng thêm cho các bác một cái nữa, cái gạch đa năng trị giá 50.000 như này cho em. Đó, thì đây là cái con máy mài của Getman sử dụng lưỡi một tấc. Đấy, con này nó sẽ áp công tắc gạt đuôi nhé. Máy mài các bác sử dụng công tắc gạt đuôi thì nó rất chi là bền rồi. Giá cho em sẽ là 349.000. 349.000 đồng thôi. Bên em sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển cho toàn quốc cho các bác. Cái mã này các bác gọi cho em là máy mài xanh nhé các bác cứ gọi cho em là máy mài xanh là ok rồi. Con này thì cái đầu máy của nó sẽ là đầu hợp kim nhôm và ruột máy nó sẽ là hàng dây đồng ruột dài cho các bác. Sử dụng chổ than bên ngoài như này các bác có thể là tự thay than rất là đơn giản. Cái này là công suất 750W, vòng đua là 11.000 vòng trên 1 phút nhé. Model là 100AGR2. Đấy, con này thì nó có mức giá 349.000 thôi. Để trên thị trường mà các bác có thể là tìm mua được một cái con máy mài hàng công ty, hàng chất lượng với cái mức giá mềm như thế này thì thật sự rất chi là hiếm có ấy nhá. Cho nên là ngày hôm nay bác nào may mắn thấy được cái video này, các bác đang có nhu cầu cần tìm mua một cái con máy mài sử dụng gia đình hoặc làm thợ thì các bác có thể là nhanh tay liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai để sở hữu cái sản phẩm này. Cái này thì là do là bên công ty thanh lý cho nên là em ôm lô cái số lượng lớn, cho nên là em mới sale cho các bác một cái mức giá ok như này. Cái giá này là giá sale lỗ vốn ấy, giá gọi là em bán tặng bán chia cho các bác, nên là bác nào mà đang cần thì có thể là nhanh tay liên hệ các bác mới chốt đơn được nhá. Bởi vì là nó mới về hàng mới về đấy, nhưng mà nó đảm bảo nó sẽ nhanh bay hết lắm, nên là các bác mà đang cần thì hãy nhanh tay. Các bác gọi cho em là máy mài xanh nhá, giá cho các bác là 349.000, được miễn phí ship, phụ kiện đầy đủ tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi, và em tặng thêm các bác một cái nữa cân gạch đa năng trị giá 50k này. Đấy, giá rất chi là hời luôn này các bác này. Bác là chốt thì là cái nhanh tay cho em là được này. Và đây thì là một cái con máy mài có điều chỉnh tốc nhá. Đấy, các bác tham khảo cho em cái dòng này là dòng Hukan. Con này nó sẽ sử dụng chổ than bên ngoài như này các bác này. Đấy, công suất là 800W nhá, vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút. Con này là con máy một tốc, điều chỉnh 6 tốc độ này. Đấy, con này thì sử dụng công tắc bóp, máy chuôi dài, công tắc bóp và chổ than bên ngoài như này cho em.
giá cho các bác là 399.000 thôi. Đấy, nó vẫn có nguyên bộ nha, có tay cầm, tay mở, ốp bảo vệ lưỡi như thế này. Nhưng mà cái con này thì em sẽ không tặng lưỡi cắt. Đấy, bởi vì cái giá này là giá xe rất là hợp lý rồi. Để trên thị trường mà các bác mua một cái con máy mài mà có điều chỉnh tốc với cái mức giá này thì thật sự là khó lắm, không có tìm được ở đâu ra đâu các bác. Cho nên là các bác nên là nhanh tay đặt hàng, bởi vì cái con này nó là hàng công ty, hàng chính hãng thôi nhá. Huka thì nó là hàng công ty được sản xuất theo công nghệ của Mỹ, cho nên là các bác cứ yên tâm về chất lượng. Bác nào mà đã sử dụng qua cái dòng sản phẩm của Huka thì cái mẫu máy nào nó đều sử dụng rất chi là ok, một con máy rất chi là luột là mượt mà như này. Mà chỉ với mức giá là 399 thì tôi lại còn có điều chỉnh tốc nữa đấy các bác này. Đấy, điều chỉnh 6 tốc độ luôn. Đấy, và các bác tham khảo thêm cho em sang cái dòng máy mài Kim Golaki này nữa nhé. Với cái con máy Kim Golaki này thì công suất của nó sẽ là với cái dòng mà không có điều tốc hoặc là có điều tốc nhé. Đấy, công suất 900W. Máy không điều tốc thì là 380.000 thôi, còn máy có điều tốc thì sẽ là 450.000. Hai con máy này nhìn nó rất là giống nhau nhé, nó chỉ khác nhau ở điểm là một con là có điều tốc và một con là không có điều tốc. Đấy, các bác mua những cái con máy nó có điều tốc thì bao giờ cái giá thành của nó cũng sẽ cao hơn những cái con có điều không có điều tốc nha các bác nhá. Máy này nó đều là máy một tốc hết luôn và sử dụng công tắc bóp như này, máy chui dài. Chuyển sang bên ngoài cho em nhé. Đấy, đầu máy là kim nhôm hết này các bác này, máy chui dài các bác sử dụng là rất chi là dễ sử dụng, an toàn. Và chủ thay bên ngoài thì các bác có thể là tự thay thay rất là đơn giản luôn cho em, sử dụng điện trực tiếp 220 hết này các bác này. Và các bác mua hai cái mã này em gửi các bác nó đều có đầy đủ hết những cái phụ kiện tay cầm, tay mẫu bỏ về giữ như này nhá. Và cái mã Kim Golaki này em sẽ tặng các bác một cái lượt các gạch ta đang chỉ giá 50.000 như này luôn. Các bác gọi cho em là máy mài chui dài màu đỏ nhá, cái con này các bác gọi cho em là máy mài chui dài màu đỏ loại không chỉ tốc giá 380.000. Đấy, còn cái con máy mà con này các bác gọi cho em là máy mài chui dài màu đỏ loại có điều chỉnh tốc giá trên 450.000 thôi. Đấy, em cũng chọn miễn phí ship cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo thì là các bác có thể là tham khảo cho em những cái bộ đầu khẩu như này. Đây là những cái bộ đầu khẩu bắn bu lông rất chi là xịn sò luôn nhá. Em sẽ có những cái mã 27 chi tiết hoặc là 32, 36 chi tiết, 37 chi tiết đây. Các bác cái bộ này thì các bác gọi cho em là cái bộ 27 chi tiết này. Với cái bộ này thì cái hộp đựng của nó sẽ là hộp tôn nhé. Đấy, các bác sử dụng rất chi là bền luôn cho em. Trong này nó sẽ có từ khẩu 8 đến khẩu 32 đây, chất liệu khẩu đây này các bác này, khẩu 1/2 hết này các bác này. Sẽ có theo một cái tròng mở tay này nữa nhé, hai cái lối dài, một cái 15cm, một cái 30cm. Đấy, và những cái phụ kiện như này, cái móc méo như này. Đấy, rất là tiện luôn này. Giá cho nó 500.000, cái này các bác gọi cho em là bộ khẩu hộp tôn nhé. Giá cho em là 500.000 thôi. Đấy, em hỗ trợ miễn phí ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì đây nó sẽ là cái bộ khẩu 32 chi tiết này các bác này. Với cái bộ 32 chi tiết thì nó sẽ vẫn có từ khẩu 8 đến khẩu 32 này nhá. Một cái tròng mở tay này và có hai cái lối dài như này luôn. Đấy, cái này thì cái chất liệu của nó sáng bóng đẹp cực kỳ luôn, mạ chrome sáng bóng luôn này các bác này. Tất cả đều là khẩu 1/2 hết các bác nhá. Đấy, giá cho em là 550.000, cái này các bác gọi cho em là bộ khẩu 32 chi tiết, khẩu hộp xanh 32 chi tiết nhé. Giá cho em là 550.000. Đấy, còn cái hộp bên này này, hộp bên này nó là cái hộp 37 chi tiết. Đấy, 37 chi tiết thì nó chỉ có một cái lối dài 15cm thôi. Nó không có cái lối, em xin lỗi, cái lối dài này là lối dài 30cm chứ nó không có cái lối dài 15cm nhá. Và nó có thêm một cái dãy cờ lê này. Đây là cờ lê từ 8 đến 19 này. Cờ lê thì nó sẽ có một đầu là cờ lê, một đầu là chằm mở như này nhá. Đấy, chất liệu nó rất chi là đẹp và khẩu nó vẫn là khẩu 1/2 hết các bác ạ. Khẩu từ 8 đến 32. Đấy, nó sẽ có đầy đủ những cái phụ kiện như này cho em. Giá trên là 600.000, ở trên là bộ khẩu 37 chi tiết, giá 600.000 cho em. Tiếp theo thì đây là một cái bộ khẩu chân hụt rác nhá. Cái này các bác gọi cho em là khẩu túi nhá. Cái này nó sẽ có 14 cái từ 6 đến 19. Cái này là thiết kế là chân hụt rác và cái đầu là đầu mở đầu khẩu này cho em các bác lắp vào những cái con bu lông ấy. Đấy, ví dụ như là những cái dòng bu lông 2-1 như này. Đấy, các bác lắp vào đây. Hoặc là những cái đầu chuyên vít nhá. Con này nó đang hết pin. Đấy, các bác lắp vào những cái đầu chuyên vít hoặc là đầu 1/2. Đầu những cái đầu mà 1/2 đầu khẩu 2-1 ý, có lỗ lục giác ở giữa ý, hoặc là đầu kẹp. Đấy, giá trên là 230.000 thôi nhá. Các bác ơi, trong này nó sẽ có 14 chiếc khẩu, tất cả đều là khẩu lồng sâu với chất liệu rất là đẹp. Các bác gọi cho em là bộ khẩu trong túi nhá. Khẩu từ 6 đến 19 chân lục giác. Giá trên là 230.000 thôi. Đấy, rất là rẻ luôn. Tiếp theo thì cái thân đèn này bên em còn hình như là còn độ 3-4 cái gì đấy. Bác là chốt thì nhanh tay cho em. Một cái thân đèn như này em sẽ
tri ân cho các bác với mức giá là 199k, em hỗ trợ miễn phí ship nhé. Bác là lấy hai đèn sẽ được giảm giá 50.000. Đấy, thì một cái thân đèn như này nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông này, có 16 cái bóng led siêu sáng. Các bác lắp vào những cái quả pin chân pin phổ thông này cho em nhé. Đây, em lắp vào quả pin như này, công tắc đây, các bác bật đây, rất là sáng luôn. Thì với một cái thân đèn led như thế này nó sẽ sử dụng 16 cái bóng led siêu sáng, để phù hợp với những bác làm mà đi làm đồng làm đêm. Thì các bác có thể là sở hữu cho em một cái thân đèn như thế này, rất chi là tiện luôn nha các bác nhá. Cái này các bác lưu ý là chưa có theo pin đâu, những cái quả pin này là các bác phải có sẵn rồi. Đấy, các bác mà chưa có pin thì báo bên em để mua thêm pin nhá. Một cái thân đèn như này có giá là 199k. Đấy, rất chi là ok. Các bác làm chút thì nhanh tay bởi vì số lượng còn rất là ít này. Cái này thì là một cái đế chuyển sạc điện thoại của Huka, các bác lắp vào đây. Đấy, lắp vào đây. Nó sẽ có một cái đèn pin này và ra hai cái cổng sạc điện thoại luôn. Cái này có giá là 180.000, các bác gọi cho em là đế chuyển sạc điện thoại của Huka nhé. Cái này sử dụng chân pin phổ thông. Chân pin phổ thông là các bác chân pin hai cạnh khoảng cách nhau là 4 cm nhau nhé. Đấy, chân pin như vậy thì gọi là chân pin phổ thông, giá cho em là 180.000 một cái đế chuyển sạc điện thoại của Huka như thế này. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết cho các bác này. Những cái mẫu sản phẩm rất chi là hay. Đây, hôm nay thì là em có cái thước tự hãm nhé. Đây, để em sẽ chi tiết cho các bác. Với một cái thước tự hãm như thế này là cái thước 7,5 cân. Cái này là 7,5 mét này. Rất là xịn nhá. Giá cho em là 50.000. Đấy, một cái thước tự hãm rất chi là đẹp, xịn sò lắm nhau ấy nhá. Giá cho em là 50k thôi. Cái này em bán tặng các bác. Tiếp theo thì sẽ là một cái bộ lục giác. Cái bộ lục giác này, bộ lục giác chính cái nhá. Nó sẽ có lục 1.5 này, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Cái bộ lục giác này thì sẽ có giá là 70k. Các bác gọi xem là bộ lục giác chính cái, giá 70k, rất là rẻ luôn. Còn đây thì là một cái thân máy bu lông. Cái thân này thì em còn ít lắm. Bác nào chốt cái thân này thì nhanh tay cho em này. Các bác lắp vào những cái quả pin chân pin phổ thông này nhé. Sẽ rất là êm. Cái thân này thì nó sẽ sử dụng là hai chế độ nhé. Có hai chế độ nhanh chậm. Đấy. Và có chế độ tự ngắt này. Có chế độ tự ngắt để tránh bị đứt ốc nhé. Đây là một cái thân máy bu lông sử dụng động cơ từ không than, đầu bu lông 1/2 bu lông rỗng và sử dụng chân pin phổ thông nhé. Cái thân máy này thì là em thanh lý ở bên công ty bởi vì nó bị lỗi tem. Đấy, nó đang thiếu tem dán này, các bạn bị lỗi tem nhé. Chứ còn máy thì nó vẫn là máy mới, sử dụng rất là ok, chỉ lỗi tem thôi. Đấy, nên là bác làm chốt cái thân này thì là sẽ là 320.000. Đấy, cái mức giá gọi là rẻ hơn cả một cái khoan điện quá. Đấy, 320.000 nhá, là có thân máy thôi, chưa có pin sạc nha các bác nhá. Các bác gọi cho em là thân bu lông xanh, cái này nó chỉ bị lỗi tem thôi, không có tem nhá các bác. Cái này được xếp của nó 330 Newton đấy ạ. Giá cho em là 320.000. Các bác gọi cho em là thân bu lông xanh nhá. 320.000 em miễn phí ship cho các bác. Đấy, còn các bác mà cần những cái thân máy mài ấy, là em đang có những cái thân máy mài của Hitachi như này. Đây. Thân này thân Hitachi màu đen này. Công tắc bóp nhá. Đây, các bác điều chỉnh được 3 cái chế độ này. Đấy, rất là êm. Cái thân này là thân một cốc này, chạy động cơ từ không than, công tắc bóp này cho em chân pin phổ thông nhá. Cái thân này là thân của Hitachi và có cả thân màu vàng là của Daiwatt và màu xanh này của Maita này các bác này. Đấy, cái thân Maita đẹp chưa? Đồng giá nhau cho em là 420.000. Đấy, em đem chị ân nữa. Đấy, cái thân Maita này đẹp lắm. Cái thân này màu xanh. Đấy. Cái dòng thân Daiwatt là cũng giống với con Maita này này, nhưng mà nó màu vàng nhé các bác nhé. Đấy, các bác có thể chọn cho em màu xanh hoặc màu đen hoặc màu vàng. Đồng giá nhau hết cho em là 420.000 một thân máy như này, các bác gọi cho em là thân máy mài nhá. Nhưng mà cái thân này các bác mua thì nó chưa có theo pin sạc nha, và phụ kiện tay cầm tay mà ốp bảo vệ lưỡi là cũng không có nhá, chỉ có thân máy như này thôi. Giá em chia các bác có 420.000 thôi mà. Đấy, giá rất chi là rẻ luôn cho em. Kéo bonsai vàng này các bác này, em chia các bác giá 70k nhá. Đấy, mức giá rất là hời luôn, bác là chốt thì nhanh tay cho em này. Còn đây là kéo đa lăng. Đấy. Các bác có thể là sử dụng để tỉa cây cảnh này hoặc là cắt dây điện này. Đấy, cắt bài cũng đều rất là ok luôn cho em nhé. Giá cho em là 80k, đồng giá nhau 80k. Còn riêng cái kéo bonsai hoa anh đào này này, em trên các bác là 200.000 này, em miễn phí ship luôn. Đấy, cái này thì nó sẽ đẹp sắc nét từng chi tiết luôn thôi nhá. Giá cho em là 200k. Đấy, rất chi là ok. Khò ga này các bác này,
khó gan mini. Em có khò một mỏ là 120 nhá, còn khò hai mỏ là 150. Đấy. Cái khò một mỏ này các bác theo cả thuốc Hàn và quê Hàn. Cái khò hai mỏ này thì không có theo cái gì cả. Cái này nó không theo bình ga nhá. Về các bác lắp vào bình ga mini như này là các bác dùng để hàn đồng hoặc là khò lông chó lông vịt thì rất tốt. Đấy, cái mẫu khò này thì các bác sử dụng nó có một cái ưu điểm nó rất là bền. Đấy. Cái này thì nó bền ạ. Cái này bên nhân viên kỹ thuật nhà em dùng đến cả gần chục năm rồi nó vẫn hoạt động rất là tốt. Các bác gọi cho em là khò ga mini nhé. Loại lọc nước mà em có loại 1 2 3 này, đây là loại lọc nước đa năng. Đấy, ba quả như thế này. Quả 1 2, quả 2, quả 3. Đây là quả 1 này, quả 2 này, quả 3 này. Bộ này là 100k nhá các bác nhá. Bác làm mà lấy cái quả số 4 thì quả số 4 này là 200.000, bác làm đi 4 quả nhà em tính 208 thôi. Đấy, rất là rẻ. Đấy, còn các bác lấy của hãng Aqua thì nó sẽ là cái mẫu này. Cái mẫu loại lọc nước Aqua thì một bộ 3 quả này sẽ là 150 nhá. Còn các bác nào lấy 4 quả sẽ là 300 lấy 4 quả là vào 330. Đấy, các bác có thể là lấy bộ 3 quả hoặc là 4 quả đều được. Đấy, các bác lấy như nào thì cứ báo bên em thôi. Em còn một ít cái dây nguồn như thế này, bác nào mà lấy thì là nhanh tay này. Dây nguồn này là em đặt bên nhà máy là để bán tặng cho các bác ấy. Đấy. Vì cái dây nguồn này nó thiết kế là cái loại dây nó từ cái cuộn dây điện đúc ấy các bác. Từ cái cuộn dây điện đúc này này. Cái dây nguồn này thì nó sẽ có thiết kế là một đầu là fix đúc liền và một đầu là để điện chờ như này. Để cho các bác đấu vào tất cả các loại máy nhé. Với cái dây này thì em sẽ bao cho bác dùng được tất cả các loại máy trên thị trường. Đấy. Và cái fix này của nó sẽ là fix đúc liền và nó đúc rất chi là sâu, không bao giờ lo bị đứt ra đâu các bác nhá. Fix này nó sẽ là fix cao su đúc, fix chống va đập, các bác lấy búa đập không vỡ. Và trong này nó sẽ có đèn nét báo điện, khi mà các bác cấp điện vào đây nó sẽ có đèn báo sáng cho các bác nhé. Đấy. Cái sợi dây nó sẽ dài 3 mét, một cái khoảng cách rất chi là vừa phải, nó không dài quá và cũng không ngắn quá. Các bác gọi cho em là sợi dây nguồn 3 mét, giá trên các bác là 85k một sợi, quá là rẻ luôn, dài 3 mét nha các bác nhé. Và đây thì sẽ là một cái con máy khoan bê tông. Đấy, cái dòng này là của bê tông của Kuka nữa nhé. Cái con này mã HK90 này, mã HK90 thì nó sẽ là con máy 3 chức năng, máy đầu gài và có đảo chiều đây nhé. Con này công suất là 1020W, giá cho các bác là 950k. Đấy, còn cái con máy HK94 này, HK94 thì nó cũng là máy 3 chức năng và máy đầu gài, cả cái đảo chiều nó làm công tắc này nhá. Đấy, con này cái đảo chiều này thì các bác sử dụng, bác làm một tay vẫn có thể là đảo chiều máy bình thường. Con này công suất của nó sẽ là 1050W. Khi mà các bác mua sản phẩm bê tông Mukan mã HK90 hoặc HK94 thì cái con HK94 này có giá 950k, còn con HK90 giá là 900k. Nhưng mà nó sẽ có nguyên bộ cho các bác, tức là các bác sẽ có hộp đựng máy này, có được tặng kèm theo 2 nụ đục và 3 bình khoan luôn. Hàng công ty, hàng chính hãng, dây đồng rửa dài nha các bác nhé. Bình thường các bác mua những cái hàng nhái thì nó cũng tầm độ 650-700 rưỡi rồi. Đấy, ngày hôm nay thì các bác chỉ bỏ ra mấy chục nghìn, trăm nữa thôi là đã sở hữu một cái con máy hàng công ty, hàng chính hãng, dùng cái chất lượng nó yên tâm thôi nhá. Các bác gọi cho em là bê tông của Hukan mã HK90 hoặc HK94. Đấy, bên em thì còn rất là nhiều cái mã sản phẩm hay rồi nhá. Nhưng mà một đoạn video ngắn thì em không thể làm và chi tiết hết được, nên là các bác còn đang quan tâm thì có thể là liên hệ trực tiếp tới em qua hai đầu số điện thoại này. Và các bác nhớ là đăng ký kênh và chuông thông báo lên để đón xem những cái video và tiếp theo em sẽ chi tiết tới các bác nhiều dòng sản phẩm hay hơn nữa nhé. Bây giờ em